thảo luận về dự thảo luật địa chất và khoáng sản, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần đơn giản hóa trình tự, thủ tục hành chính so với quy định hiện hành, nhưng phải kiểm soát để tránh tình trạng lợi dụng luật để trục lợi. Dự án khu phức hợp Hòa Bình Xanh tại thành phố Đà Nẵng được cấp phép xây dựng năm 2016, nhưng đến nay vẫn đang vướng mắc hàng loạt pháp lý do sai phạm dẫn đến không thể ra sổ cho người dân. Chủ đầu tư rồi cứ hứa lần này trả tiền, rồi đến lần kia trả tiền cũng không thấy đâu cả. Sau một tuần giao tranh, Nga đang tiếp tục tăng cường lực lượng để đẩy lùi đà tiến công của Ukraine ở biên giới. Kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Tôi là Tuấn Anh và biên tập viên Thu Hằng sẽ cùng đồng hành với quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Và sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại sứ các nước Argentina, Algeria tới trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Tiếp đại sứ Argentina Marcos Antonio Bernaschi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị trong thời gian tới, Ngài đại sứ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam, thúc đẩy tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Argentina. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phía Argentina tiếp tục phối hợp cùng Việt Nam, thúc đẩy sớm khởi động đàm phán FTA Việt Nam-Mercosur, qua đó tạo đà mở rộng hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Argentina, cũng như giữa Việt Nam với khu vực Nam Mỹ. Đại sứ Marcos Antonio Bernaschi khẳng định, chính phủ Argentina rất coi trọng mối quan hệ với các nước ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhấn mạnh Việt Nam là đối tác kinh tế thương mại quan trọng của Argentina ở khu vực châu Á và vẫn còn rất nhiều dư địa để có thể khai thác và nâng tầm hợp tác trong các lĩnh vực. Tiếp đại sứ Algeria Sofiane Chaib, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đại sứ tích cực phối hợp với các cơ quan của Việt Nam tiếp tục thúc đẩy nâng tầm mối quan hệ song phương, tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai nước, tích cực ủng hộ lẫn nhau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác thương mại theo hướng đa dạng hóa cơ cấu hàng hóa, mở rộng quy mô trao đổi thương mại, đảm bảo cân bằng lợi ích của cả hai bên. Đại sứ Sofiane Chaib chuyển lời thăm hỏi, chúc sức khỏe của Tổng thống Algeria tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Đại sứ Chaib cho biết, kim ngạch thương mại hai nước tăng gấp 3 lần sau 10 năm nhưng tiềm năng còn nhiều và chỉ rõ Algeria có chính sách năng động có thể là cửa ngõ để Việt Nam vào thị trường châu Phi. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật dự kiến trong 3 ngày làm việc từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 8 để cho ý kiến vào việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 10 dự án luật. Chủ tịch Quốc hội Trần Anh Mẫn nhấn mạnh, đây là phiên họp chuyên đề pháp luật lần thứ 5 được tổ chức kể từ đầu nhiệm kỳ cho tới nay. Do nhiệm vụ công tác lập pháp của Quốc hội ngày càng lớn, số lượng các luật ngày càng nhiều, nhiều vấn đề khó và phức tạp. Vì vậy, việc tổ chức phiên họp chuyên đề để xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc là yêu cầu rất quan trọng. Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 10 trên 11 dự án luật đã thảo luận lần đầu tại kỳ họp thứ 7. Còn một dự án luật là luật phòng không nhân dân sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại phiên họp thường kỳ số 36, do hiện nay cơ quan soạn thảo và các cơ quan khác chưa chuẩn bị kịp. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong 10 dự án luật được xem xét tại phiên họp lần này thuộc nhiều lĩnh vực được dư luận xã hội và người dân rất quan tâm, như các dự án luật công đoàn sửa đổi, luật thuế giá trị gia tăng, luật di sản văn hóa sửa đổi, luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Các cái ủy ban quốc hội thì cũng đã tổ chức nhiều cái hội thảo, tọa đàm, tiến hành nhiều cuộc khảo sát và các phó chủ tịch quốc hội cũng trực tiếp cùng lãnh đạo chính phủ, cơ quan chủ trì, cơ quan thẩm tra họp nhiều cuộc, nhiều vòng để hoàn thiện các cái dự án luật trình cho cái phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật hôm nay. Thì tôi đề nghị việc chỉnh lý hoàn thiện các dự án luật cần bám sát các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc chỉ đạo đã được thống nhất, đồng thời cần nghiên cứu tận dụng kết quả sau cái cuộc khảo sát, hội thảo, tọa đàm. Thì tôi cũng lưu ý là cần hết sức cầu thị lắng nghe các ý kiến kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, là các cái vấn đề địa phương, người dân, doanh nghiệp vướng mắc là cần tháo gỡ để mà chúng ta chỉnh lý các quy định đảm bảo khả thi, đáp ứng những cái yêu cầu thực tiễn.
Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tại phiên họp này cần tiếp tục nghiên cứu thật kỹ, báo cáo rõ các vấn đề nào đã tiếp thu, vấn đề nào chưa tiếp thu, lý do vì sao, còn những vấn đề nào chưa thống nhất giữa cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo, thực hiện đúng quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Dù một ý kiến nhỏ nhưng mà chúng ta phải có giải trình, có tiếp thu cặn kẽ để đại biểu Quốc hội thấy đóng góp của đại biểu Quốc hội và cái giải trình tiếp thu của cơ quan soạn thảo cũng như là cơ quan thẩm định rất là chặt chẽ, đảm bảo cái yêu cầu trong cái xây dựng luật pháp. Thì tôi cũng đề nghị trong thường vụ chúng ta dự họp hôm nay là phát biểu rõ quan điểm chính kiến một cách khách quan, không né tránh những cái vấn đề có nội dung nhạy cảm, dễ xảy ra là trục lợi chính sách. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng cho biết, trong tháng 8, ngoài phiên họp chuyên đề pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp phiên thường kỳ thứ 36, dự kiến làm việc từ ngày 19 đến 22 tháng 8. Tới đây, Quốc hội dự kiến sẽ tổ chức diễn đàn xây dựng pháp luật để bàn sâu hơn, kỹ hơn về công tác lập pháp, nâng cao hơn nữa chất lượng lập pháp, phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành các cấp, các nhà khoa học, các nhà làm luật chuyên nghiệp, đóng góp cho công tác xây dựng pháp luật. Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo luật địa chất và khoáng sản. Đa số ý kiến đánh giá cao việc tiếp thu giải trình, chỉnh lý dự thảo luật. Nhiều ý kiến tập trung vào một nội dung nóng được dư luận quan tâm, đó là việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp phục vụ các dự án xây dựng công trình giao thông trong nhóm 4. Các đại biểu đề nghị cần tiếp tục hoàn thiện quy định phân loại khoáng sản theo hướng vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nhưng cũng phải đảm bảo tránh thất thoát tài sản của nhà nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhận định cần quy định tách bạch giữa thăm dò và khai thác, đề xuất bỏ giấy phép, chuyển sang đăng ký khai thác khoáng sản nhóm 4 là điểm tốt của dự thảo luật, nhằm đơn giản hóa trình tự, thủ tục hành chính so với quy định hiện hành, nhằm đáp ứng nhu cầu đất cát đắp nền cấp bách cho các công trình giao thông trọng điểm quốc gia. Tuy nhiên phải kiểm soát để tránh tình trạng lợi dụng luật để trục lợi. Dùng cho công trình của quốc gia thì ít, bán ra ngoài thì nhiều. Thế rồi phá đường, phá hạ tầng, rồi phá môi trường. Đấy. Thì cái này là cần phải có kiểm soát, cho nên tôi muốn đề nghị là nghiên cứu sâu thêm ở cái chỗ là phân loại giữa thăm dò với khai thác. Và trong đó thì khai thác phải chặt chẽ hơn. Yêu cầu khai thác là một, phải theo quy hoạch như trong này nêu. Cái thứ hai là phải có thời hạn, và thời hạn đó là phù hợp với quy mô của mỏ đã thăm dò. Đồng tình với quan điểm này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng với các khoáng sản nhóm 4, sau khi phân loại thì cần phải tăng cường kiểm soát, chọn lọc tiếp những loại khoáng sản có giá trị kinh tế cao để tránh bỏ sót tài nguyên quý. Vẫn phải có cái biện pháp để mà quản lý, để tránh cái lạm dụng, cái thông thoáng trong chính sách pháp luật. Ngoài ra đề nghị cân nhắc đất sét mà đưa vào cái khoáng sản nhóm 4 thì cũng cần phải phân loại. Trong cái đất sét ấy có những cái loại sét mà có giá trị kinh tế rất cao, như ở Quảng Ninh ấy, đất sét của giếng đáy để làm gốm sứ đấy giá trị cao hơn cả than. Còn nếu mà không quản lý cái đất sét này thì chúng ta cũng dễ bị trà trộn, dẫn bị lợi dụng. Đánh giá đây là dự án luật quan trọng và nhạy cảm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các đơn vị soạn thảo và thẩm tra phải thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong quá trình xây dựng luật. Chúng ta làm thận trọng, kỹ lưỡng, chắc chắn những vấn đề gì đã chính đã rõ được thực tế chứng minh thì chúng ta sửa, còn những vấn đề gì chưa chính, chưa rõ, chưa được thực tế chứng minh thì chúng ta là tiếp tục nghiên cứu, rà soát, coi xem có cái nhóm lợi ích nào trong cái xây dựng luật địa chất khoáng sản này không. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị dự thảo luật phải cập nhật tinh thần chỉ đạo tại nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Liên quan đến quy định về trách nhiệm lập quy hoạch khoáng sản trong dự thảo luật địa chất và khoáng sản, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần làm rõ cơ sở chính trị, pháp lý khi đề xuất giao Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện lập quy hoạch khoáng sản. Theo dự thảo luật địa chất và khoáng sản, trách nhiệm lập quy hoạch khoáng sản được thiết kế hai phương án để trình Quốc hội cho ý kiến. Phương án 1, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường lập quy hoạch khoáng sản. Đây là phương án chính phủ trình.
Còn phương án 2 là giao Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng lập quy hoạch khoáng sản như quy định của Luật Khoáng sản và Luật Quy hoạch hiện hành. Đây là phương án Ủy ban Khoa Công nghệ và Môi trường ủng hộ. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật nhận định đây là vấn đề lớn. Dù nghiêng về phương án 2 là giữ như hiện hành, nhưng ông Hoàng Thanh Tùng đề nghị chính phủ cần giải trình rõ lý do tại sao cần thay đổi đầu mối lập quy hoạch. Phương án 1 là phương án giao cho Bộ Tài nguyên Môi trường. Thì đúng là nó có cái thuận lợi, nó đồng bộ với cái việc quản lý quy hoạch, rồi cấp phép, thanh tra kiểm tra, xử lý phạm sau này. Nhưng mà nó lại thay đổi hẳn cái chức năng, cái việc phân công trách nhiệm quản lý theo pháp luật hiện hành, kể cả luật quy hoạch và luật các luật chuyên ngành có liên quan. Phải đánh giá kỹ tại sao trước đây chúng ta giao thế, bây giờ thì lại chuyển đổi như thế này. Và nó có xáo trộn gì trong thực tiễn quản lý. Trước mắt thì chúng tôi cũng nghiêng về phương án 2. Tôi ủng hộ theo phương án 2, điều chỉnh cái quy hoạch khoáng sản và cũng như trong cái việc mà phân công cho các bộ ngành tránh cái xáo trộn trong cái các hệ thống pháp luật của chúng ta, ví dụ luật khoáng sản trước như thế và cái luật quy hoạch, trong khi và tiếp tục triển khai thực hiện cái luật khoáng sản thì cũng đã giao cho Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng để triển khai được các cái quy hoạch khoáng sản nhóm 1 và khoáng sản nhóm 2. Và nếu mà chúng ta thay đổi đi thì làm xáo trộn và không kế thừa. Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cơ quan soạn thảo và chủ trì phải đánh giá kỹ tác động của việc chuyển đầu mối lập quy hoạch khoáng sản. Cần đánh giá kỹ tác động chính sách mới, nếu thay đổi cái đầu mối quy hoạch khoáng sản theo cái quy định luật hiện hành là Bộ Xây dựng rồi Bộ Công Thương, thay đổi tập trung một đầu mối là Bộ Tài nguyên Môi trường, thì cái này các đồng chí là cân nhắc, các cơ quan soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra, các đồng chí cân nhắc. Bởi vì việc đánh giá tác động chính sách là yêu cầu bắt buộc theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị các cơ quan tiếp tục làm rõ cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý, thực tiễn, ưu nhược điểm của từng phương án để xin ý kiến đại biểu Quốc hội chuyên trách dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8 và trình Quốc hội xem xét quyết định vào kỳ họp thứ 8. Cần phải kiểm soát chặt chẽ về chất lượng nguồn cung ứng thuốc, không để người dân phải chịu cảnh tiền mất tật mang. Đây là chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Anh Mẫn tại phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra trong việc tiếp thu, giải trình đối với luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật dược, đi sâu vào nội dung cụ thể về quản lý quảng cáo thuốc, làm sao để cho người dân sử dụng thuốc một cách an toàn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Y tế kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng quảng cáo sai lệch, không đúng hiệu quả điều trị của thuốc. Nhiều loại thuốc quảng cáo, nhưng mà cuối cùng là sản phẩm này không phải là thuốc, thực phẩm chức năng mà. Là không chịu trách nhiệm thì cái là quảng cáo mà coi như là không chịu trách nhiệm thì như thế nào, thì các đồng chí phải phân tích cặn kẽ. Đây là cái vấn đề mà tôi cũng đề nghị trách nhiệm Bộ Y tế là cái cơ quan chủ trì soạn thảo, các đồng chí phải tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội, rồi cơ quan thẩm tra thì các đồng chí thẩm tra có chứng kiến rõ ràng, công tâm, khách quan, vô tư về vấn đề này. Không bị bất cứ một cái cá nhân nào, một tổ chức nào tác động trong cái việc là sửa cái luật dược này. Thì tôi đề nghị các đồng chí làm phải hết sức là nghiêm túc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tinh thần thận trọng, chính xác, đồng bộ vì quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, cơ sở y tế để làm sao luật dược sửa đổi, ban hành có tuổi thọ cao, phục vụ công tác chăm lo, chăm sóc sức khỏe của người dân được tốt hơn, chất lượng hơn. Không điều chỉnh sản phẩm oxy y tế tại luật dược do không phù hợp với phạm vi điều chỉnh của luật. Đây là quan điểm của Ủy ban xã hội nêu tại báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược. Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào sáng nay, quy định về oxy y tế tiếp tục nhận được nhiều ý kiến quan tâm. Nhấn mạnh tầm quan trọng của sản phẩm oxy trong y tế, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, hiện nay đang có khoảng trống pháp lý tồn tại nhiều năm đối với sản phẩm này, do đó cần phải sớm có quy định. Tuy nhiên, để đưa được vào điều chỉnh trong luật dược thì cần làm rõ oxy y tế có phải là thuốc hay không.
Nếu chúng ta xác định oxy y tế không phải là thuốc, không phải là nguyên liệu làm thuốc, không phải là dược phẩm, thì không điều chỉnh ở trong luật dược được. Đấy, thì cái này là quan điểm của Ủy ban xã hội cũng đã nêu ở đây, chúng tôi cũng thống nhất. Đấy, còn trừ trường hợp chính phủ nói rằng đây là thuốc thì phải bổ sung vào dự thảo luật. Đây là vấn đề chuyên môn, cái này giữa chỗ Bộ Y tế với chính phủ giải trình. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tiếp tục nêu lại quan điểm của Bộ. Nếu đưa oxy y tế vào luật dược sẽ đảm bảo ngay được cơ sở pháp lý, còn nội dung chi tiết sẽ giao cho chính phủ quy định. Thuốc hay nó không phải là thuốc thì nó cũng rất là lưỡng tính, mà nó cũng không phải là trang thiết bị. Thế cho nên gọi ở đâu thì nó cũng có một cái gì đó nó không phải là tròn được 100%. Luật dược cũng không được mà luật trang thiết bị cũng không được. Thế mà bây giờ bảo đi sửa cái luật khám chữa bệnh thì báo cáo đồng chí là chính Quốc hội vừa mới thông qua có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1/2024 mà bây giờ lại bảo là chúng ta sửa thì một cái quy trình tôi chúng ta kể cả rút gọn cũng rất là mất thời gian. Hôm nay thì chúng tôi cũng thống nhất là muốn quy định ở đâu thì quy định nhưng mà có một cái đầu mục để mà chính phủ hướng dẫn. Tiếp thu các ý kiến, chủ nhiệm Ủy ban xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết sẽ tiếp tục trao đổi để có một phương án phù hợp nhất. Lẽ ra là cũng phải nhớ đến một cái khoảng trống pháp lý là oxy y tế và các khí y tế chưa được quy định ở đâu thì phải đưa vào cái luật khám bệnh chữa bệnh. Nhưng mà cái này thì cũng đã bị quên lãng trong cái quá trình xây dựng cái luật khám bệnh chữa bệnh. Thế thì nếu mà nói này thì cũng cần phải làm rõ thêm cái trách nhiệm về cái việc khoảng trống pháp lý này. Còn cái việc mà sắp tới thì Ủy ban thì cũng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, với các cơ quan có liên quan trong cái vấn đề oxy y tế. Nhấn mạnh cần phải có quy định của pháp luật về oxy y tế trong khám bệnh chữa bệnh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế đánh giá kỹ lưỡng và cung cấp đầy đủ các cơ sở khoa học và thực tiễn, cũng như kinh nghiệm quốc tế, phối hợp với Ủy ban xã hội để đề xuất thống nhất trong quy định văn bản pháp luật phù hợp. Theo đó, nội dung này sẽ tiếp tục được thảo luận tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách cuối tháng 8 tới. Tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề tháng 8, chiều nay dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật công đoàn sửa đổi. Tại phiên họp, các đại biểu nghe chủ nhiệm Ủy ban xã hội Nguyễn Thúy Anh trình bày báo cáo một số vấn đề lớn xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tiếp thu giải trình và chỉnh lý dự thảo luật công đoàn sửa đổi và thảo luận về nhiều vấn đề trong dự thảo luật này. Dự án luật công đoàn sửa đổi được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 vừa qua, nhận được nhiều lượt phát biểu ý kiến tại tổ, tại hội trường cũng như góp ý qua văn bản. Đa số ý kiến nhất trí với sự cần thiết ban hành luật và cơ bản nhất trí với nhiều nội dung của dự thảo luật công đoàn sửa đổi. Ngay sau kỳ họp, Thường trực Ủy ban xã hội đã chủ trì phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thường trực Ủy ban pháp luật và các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý dự thảo luật. Đồng thời, Thường trực Ủy ban xã hội cũng đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình thể hiện quan điểm đối với một số ý kiến nội dung đại biểu Quốc hội đã đặt ra tại kỳ họp thứ 7. Để đảm bảo tiến độ, trên cơ sở tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Thường trực Ủy ban xã hội đã chủ động rà soát, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật với cơ bản các nội dung của dự thảo luật sau khi chỉnh lý đã đạt được sự thống nhất của các cơ quan. Đấu tranh với tội phạm mua bán người chưa bao giờ hết nóng khi các đối tượng ngày càng manh động, thủ đoạn tinh vi với nhiều chiêu thức mới. Tuần trước thì hàng trăm chiến sĩ công an Việt Nam phối hợp với công an Lào đột kích vào tụ điểm lừa đảo được xem là lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Bò Kẹo. Hàng trăm đối tượng bị bắt giữ, nhiều nạn nhân của đường dây mua bán người đã được giải cứu. Đây là câu chuyện thực tế để Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể tham khảo trong dự thảo luật phòng chống mua bán người sửa đổi trong chương trình làm việc vào ngày mai. Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng ở tỉnh Bò Kẹo, Lào. Tin và lời mời việc nhẹ lương cao, hàng trăm người Việt đang rơi vào bẫy của những đối tượng buôn người. Liên tục bị hành hạ, ngược đãi, khủng bố tinh thần và thể xác. Từ nạn nhân đã bị ép buộc thực hiện các hành vi lừa đảo. Họ đều đánh đập nhốt nha, em chỉ cho anh một ngày là được một bữa ăn. Mỗi tháng anh lừa được tiền anh mới có tiền, còn không là anh cứ làm gì hoài là anh không có tiền đấy. Với chiêu thức dùng người Việt lừa người Việt, những đối tượng cầm đầu cấu kết với môi giới người Việt tìm kiếm tuyển dụng đào tạo những lao động này thực hiện các hành vi lừa đảo. Bán một cái ghế chẳng hạn, có một người khác và sẽ mua 10 ghế đấy, những cái mặt hàng đấy sẽ không bao giờ chuyển được đến tay người tiêu dùng ạ. Tuần trước, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp với Bộ Công an Lào cùng các đơn vị liên quan đã đột kích vào sao huyệt của tổ chức lừa đảo, được xem là lớn nhất từ trước đến nay. Bắt giữ 155 đối tượng cầm đầu, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến các hành vi lừa đảo của hàng triệu người dân. Qua sự việc trên, cho thấy
tội phạm mua bán người đã phát sinh nhiều hành vi, phương thức, thủ đoạn mới trên không gian mạng. Không còn giới hạn ở phụ nữ và trẻ em, mà còn có nam giới, người lớn tuổi. Đã là nạn nhân của mua bán người, họ đều có rất nhiều vấn đề tâm lý, cả về thể chất. Thế nhưng cho đến nay thì có lẽ là cũng chưa có một cái mô hình nào mà hỗ trợ cho nam giới bị mua bán trở về. Điểm mới nổi bật trong dự thảo luật phòng chống mua bán người sửa đổi, đó là luật đã lấy nạn nhân là trung tâm và bổ sung chế độ hỗ trợ, bảo vệ đối với người đang trong quá trình xác định là nạn nhân. Đối tượng đã được xác định là nạn nhân, hai là những diện đối tượng đang chờ xác định nạn nhân thì đều có những cái chính sách hỗ trợ để đảm bảo cái sự tương thích cũng như là đảm bảo cái quyền và lợi ích của họ. Thực tế cho thấy, trong nhiều vụ việc mua bán người, chính nạn nhân và người nhà chủ đích vượt biên, tìm cách ra nước ngoài để tìm việc nhẹ lương cao. Ban đầu là bị cưỡng bức lao động, nhưng sau lại trở thành mắt xích của tổ chức lừa đảo. Những đối tượng này cũng cần xác định để các quy định hỗ trợ đạt hiệu quả cao nhất. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội khóa 15 từ ngày 1 tháng 8. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chúc mừng đồng chí Triệu Thế Hùng và nhấn mạnh đồng chí Triệu Thế Hùng là đại biểu Quốc hội khóa 14, 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương khóa 17, có trình độ phó giáo sư, tiến sĩ văn hóa học, là cán bộ có năng lực được đào tạo cơ bản, phát triển từ cơ sở và trải qua nhiều vị trí công tác. Việc đồng chí Triệu Thế Hùng được phê chuẩn giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội khóa 15 thể hiện sự tin tưởng của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với những nỗ lực phấn đấu của đồng chí. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tin tưởng với kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn đã tích lũy được, nhất là qua 4 năm công tác tại tỉnh Hải Dương, đồng chí Triệu Thế Hùng sẽ cùng với tập thể Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Chiều nay tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã thực hiện lễ chuyển giao Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Bộ Công Thương. Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia sẽ được tách ra khỏi Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, sau đó chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu sang Bộ Công Thương. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia là doanh nghiệp nhà nước do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 776 tỷ đồng. Công ty sẽ tiếp tục vai trò là cơ quan điều độ hệ thống điện quốc gia, điều hành giao dịch thị trường điện lực theo quy định tại luật điện lực và pháp luật liên quan. EVN cam kết sẽ hỗ trợ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia để tuyệt đối đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, tin cậy. Việc chuyển giao này được kỳ vọng sẽ giúp tối ưu hóa công tác quản lý, điều hành hệ thống điện, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc thực hiện các chính sách năng lượng quốc gia. Sau khi hoàn tất quá trình chuyển giao, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục chỉ đạo, giám sát trực tiếp và toàn diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia trong việc thực hiện các nhiệm vụ mới. Liên quan đến những bất cập dự án khu phức hợp Hòa Bình Xanh đã được Truyền hình Quốc hội Việt Nam phản ánh, bên cạnh vướng mắc pháp lý kéo dài dẫn đến không thể ra sổ cho người dân, thì dự án này còn mắc nhiều sai phạm khác cần phải sớm khắc phục. Dự án Hòa Bình Xanh được cấp phép xây dựng năm 2016. Từ sự nhập nhằng trong chủ trương đầu tư, bán nhà chung cư không đúng quy định đã khiến dự án gồm 3 khối nhà lại hoạt động với 3 mục đích là khách sạn, condotel và chung cư hỗn hợp. Pháp lý của dự án không đủ, kéo theo hàng trăm người mua không được đảm bảo quyền lợi. Đầu tư vào đây thì cũng tiền thì cũng đi vay đi mượn rồi của bà con họ hàng một chút, ngân hàng một chút. Đó mà thì đi vay thì cũng đến kỳ thì cũng phải trả rồi. Ngân hàng thì cũng không để chậm được, đây chỉ có chủ đầu tư rồi cứ hứa lần này trả tiền rồi đến lần kia trả tiền cũng không thấy đâu cả. Thi công sai nội dung giấy phép xây dựng cũng được xác định là sai phạm của công trình này. Nhiều hạng mục như nhà hàng, phòng karaoke, spa, kho hàng đều là chuyển đổi công năng. Trả lời báo chí, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết, chủ đầu tư đã bị Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà xử phạt hành chính năm 2019 và hiện đang tự nguyện tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm. Là chủ đầu tư phải thực hiện và có cái báo cáo hoàn chỉnh liên quan đến những cái nội dung tồn tại và những cái đã khắc phục đến mức độ nào.
Còn liên quan đến cái công trình này thì cũng có hai cái khối tháp, thì một khối tháp là căn hộ khách sạn, một khối tháp là căn hộ thương mại. Thì gần đây cũng có một cái những cái tiếp viện tập trung đông người ở khu vực này. Để trong đó liên quan đến cái điều đầu quyền lợi để cấp sổ rồi rất nhiều cái nội dung. Thì cái này thì sử dụng sẽ phối hợp với sở tài nguyên môi trường ra soát lại có những cái nội dung cần phải thực hiện và cái tiến độ, đặc biệt cái tiến độ. Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng. Dù sở đã hướng dẫn các bước tháo gỡ khó khăn cho dự án, nhưng chủ đầu tư vẫn không thực hiện. Do đó, chưa có cơ sở làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với từng căn hộ. Như vậy, hàng trăm nhà đầu tư vẫn sẽ phải chờ đợi để được đảm bảo các quyền lợi liên quan đến dự án này. Tới thời điểm hiện tại đã có hơn 200 con bò sữa tại các huyện Đơn Dương, Đức Trọng của tỉnh Lâm Đồng bị chết sau khi tiêm vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục. Bò sữa có giá trị cao và là sinh kế chính của người nông dân vùng chăn nuôi bò sữa của tỉnh Lâm Đồng trong suốt hàng chục năm qua. Vì vậy, hiện tượng bò chết hàng loạt khiến cho người nông dân phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trước mắt và lâu dài. Theo ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng, tới thời điểm hiện tại, số lượng bò sữa bị chết là 209 con. Ngoài ra còn gần 4.500 con khác đang có dấu hiệu nhiễm bệnh, với nhiều con có triệu chứng trở nặng. Giá trị mỗi con bò từ 40 đến 60 triệu. Đây là cả một gia sản lớn của người nông dân sống dựa vào chăn nuôi bò sữa suốt hàng chục năm qua. Cắt, không cho nhập nữa. Chừng nào mà hết thuốc trong người con bò mới được nhập. Hiện tại bây giờ em là được 700 ký sữa một ngày. Thì em phải đổ bỏ đi hàng ngày. Lượng một ngày em bình quân em cho con bò em ăn thuốc hàng ngày tính ước lượng vẫn phải 5 triệu một ngày. Vùng quy hoạch chăn nuôi bò sữa của tỉnh Lâm Đồng tập trung chủ yếu ở huyện Đơn Dương và Đức Trọng với tổng đàn hơn 25.000 con. Vì vậy, các bộ ban ngành đang tập trung cùng người dân phòng chống dịch bệnh lây lan và làm rõ nguyên nhân. Chúng tôi huy động những cái phòng thí nghiệm là tốt nhất của ngành thú y Việt Nam, các chuyên gia giỏi nhất để tổ chức lấy mẫu để xác định bằng được, xem đâu là nguyên nhân dẫn đến là bò bị bệnh, bò bị chết tại tỉnh Lâm Đồng. Cái thứ hai đấy là Bộ cũng đã có cái chỉ đạo hướng dẫn rất cụ thể các biện pháp tổ chức chống dịch, các biện pháp quản lý để giảm thiểu cái số bò bị bệnh, giảm thiểu số bò bị chết. Cái thứ ba đấy là cũng đã có chỉ đạo cho địa phương là tập trung hướng dẫn cho người chăn nuôi tại tỉnh Lâm Đồng này yên tâm để tiếp tục phối hợp cùng các cái cơ quan chuyên môn trong cái việc triển khai các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh. Hiện chưa có cơ quan chức năng nào khẳng định bò sữa tại Lâm Đồng chết do tiêm vaccine, nhưng với số lượng lớn hơn một nửa trong số 9.000 con bò bị chết hoặc nhiễm bệnh sau tiêm, người dân mong mỏi sớm làm rõ nguyên nhân. Được biết, trước đó tỉnh Lâm Đồng đã triển khai tiêm miễn phí vaccine cho hơn 30.000 con trâu, bò trên địa bàn tỉnh, trong đó có 9.000 bò sữa. Loại vaccine phòng bệnh VDNC do Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Naveco cung cấp và nằm trong gói thầu mua vaccine hóa chất phòng chống dịch bệnh động vật năm 2024 của tỉnh Lâm Đồng. Chiều nay tại Hà Nội, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. Dự buổi lễ có lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, các địa phương và các đơn vị đối tác của Đài VTC. Thành lập ngày 19 tháng 8 năm 2004 với 50 cán bộ, phóng viên, ban biên tập truyền hình kỹ thuật số VTC được đặt trong Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC nhằm ứng dụng, thử nghiệm kỹ thuật số trong phát sóng truyền hình. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, bước đột phá về công nghệ số của VTC là căn cứ để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 để hiện đại hóa ngành truyền hình ở Việt Nam. Với những cống hiến xuất sắc của mình, tại buổi lễ, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC vinh dự đón nhận bằng khen của các bộ, ngành vì những thành tích và đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển suốt 20 năm qua. May mặc áo dài Huế vừa được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Về ẩm thực thì có tổng cộng 5 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gồm phở Nam Định, phở Hà Nội, tri thức dân gian mì Quảng, nghề làm nước mắm Nam Ô và nghề làm nước mắm Phú Quốc. Áo dài Huế có nét đặc trưng so với các địa phương khác, chính là được hình thành tại vùng đất từng là kinh đô cuối cùng của Việt Nam. Việc mặc áo dài tuân thủ điển chế của triều đình phong kiến cũng như giao thoa với văn hóa dân gian. Ngày nay, Huế tiên phong là địa phương thực hiện đề án kinh đô áo dài, từng bước phát triển công nghiệp văn hóa. Sự phục hưng của áo dài kéo theo hệ sinh thái tạo sinh kế cho cộng đồng, cũng như quảng bá hình ảnh văn hóa du lịch Huế.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng vừa công nhận nghề chế biến mì Quảng tại tỉnh Quảng Nam là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, loại hình tri thức dân gian. Mì Quảng đã đồng hành cùng lịch sử hình thành phát triển lâu đời của Quảng Nam, theo bước chân những lưu dân trong hành trình đi về phương Nam, đón nhận bất cứ nguyên liệu nào trên đường để làm nên sự đa dạng phong phú trong hương vị, từ cách pha chế, nêm nếm, gia vị, các thực phẩm ăn kèm. Cùng với đó, phở Nam Định và phở Hà Nội đáp ứng đầy đủ các tiêu chí xét di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, vừa có tính đại diện thể hiện bản sắc cộng đồng địa phương, vừa phản ánh sự đa dạng văn hóa và sự sáng tạo của con người, cũng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tri thức dân gian. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng vừa công nhận nghề làm nước mắm Nam Ô và nghề làm nước mắm Phú Quốc là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghề thủ công truyền thống tri thức dân gian. Chương trình tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang khi Iran giáo diết tập trận. Mỹ công khai thông báo kế hoạch triển khai tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường tới khu vực. Khép lại 2 tuần tranh tài sôi nổi ở Olympic Paris 2024 cùng lời tạm biệt ấn tượng của nước Pháp. Quân đội Nga hôm nay cho biết các đơn vị Ukraine đã tiến vào địa điểm cách biên giới 30 km trong cuộc đột kích vào vùng Kursk. Sau một tuần giao tranh, Nga vẫn đang tiếp tục tăng cường lực lượng để đẩy lùi đà tiến công của Ukraine ở khu vực này. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các lực lượng vũ trang Nga đã tấn công các đơn vị của đối phương gần các ngôi làng cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 25-30 km. Theo hãng tin AFP, đây là dấu hiệu cho thấy một số đơn vị Ukraine đã tiến sâu vào lãnh thổ Nga đến mức nào. Tổng thống Ukraine khẳng định nước này đang nỗ lực khôi phục công lý. Chỉ tính từ đầu mùa hè này và chỉ từ khu vực Kursk, khu vực Sumy của chúng tôi đã hứng chịu gần 2.000 cuộc tấn công, pháo binh, súng cối, máy bay, không người lái. Mỗi cuộc tấn công như vậy đều xứng đáng được đáp trả công bằng. Hiện các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Bắc, lực lượng dự bị, không quân và máy bay không người lái cùng hỏa lực pháo binh của Nga đã ngăn chặn các nỗ lực của Ukraine nhằm đột phá sâu hơn vào lãnh thổ Nga bằng xe bọc thép. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trực thăng Nga cũng đã tấn công các nhóm quân đội và thiết bị của Ukraine gần khu vực biên giới ở vùng Kursk. Bộ Quốc phòng Nga và tất cả các cơ quan đang thực hiện đầy đủ các biện pháp để ổn định tình hình trong khu vực. Các lực lượng và đơn vị bổ sung đang đến Kursk và quân đội đang làm mọi cách cần thiết để đảm bảo an toàn cho dân thường. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA vừa thông báo vụ hỏa hoạn tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở miền nam Ukraine dường như không gây ra mối đe dọa nào đối với an toàn hạt nhân. Theo đó, IAEA đã được thông tin về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào một tòa tháp làm mát tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Tuy nhiên, chưa có thông tin nào về tác động đối với an toàn hạt nhân. Thống đốc tỉnh Zaporizhia do Nga chỉ định cũng cho biết mức phóng xạ xung quanh nhà máy điện hạt nhân và thành phố Energoda vẫn bình thường. Hiện cả Nga và Ukraine vẫn đang đổ lỗi cho nhau về vụ này. Tình hình Trung Đông vẫn đang hết sức căng thẳng. Trong diễn biến mới nhất, Iran đã tuyên bố tập trận quân sự trong khi Mỹ vừa triển khai tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường tới khu vực. Không loại trừ nguy cơ về một cuộc chiến tranh tổng lực trên diện rộng giữa lúc các nỗ lực hòa đàm đang trở nên phức tạp hơn. Trung Đông đang đứng trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công của Iran và các nhóm vũ trang nhằm vào Israel sau vụ các thành viên cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas và lực lượng Hezbollah bị sát hại. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đang giáo diết tổ chức các cuộc tập trận quân sự ở các vùng phía tây đất nước. Một số báo cáo truyền thông vào cuối ngày hôm qua cho rằng Iran sẽ tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm vào Israel trong vài ngày tới. Mỹ hôm nay công khai thông báo kế hoạch triển khai tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường tới khu vực. Trước đó, Mỹ cũng đã triển khai thêm máy bay chiến đấu và tàu chiến tới Trung Đông trong bối cảnh Washington nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ của Israel. Bất chấp những đồn đoán về một cuộc tấn công lớn đang rình rập, Israel cho biết không có thay đổi nào đối với các hướng dẫn khẩn cấp. Điều này cho thấy Israel đang duy trì sự chuẩn bị cao độ và sẵn sàng ứng phó với bất kỳ diễn biến bất ngờ nào. Những diễn biến căng thẳng này đang khiến cộng đồng quốc tế hết sức lo ngại, bởi nếu xung đột xảy ra trong khu vực sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. Nếu như các bên không kiềm chế, không dừng lại ở cái mức như hiện tại, thì tình hình Trung Đông nó sẽ cực kỳ nguy hiểm. Và nữa, các nước ngoài bây giờ chỉ là can dự bằng những cái giải pháp, nghĩa là bằng những cái lời nói thôi. Chứ tôi sợ rằng rồi nước ngoài đầu tiên là gửi súng ống đạn dược,
sau đó là những cái nhà binh đến lúc đầu là để chỉ là để huấn luyện quân giúp nhau thôi, nhưng sau đấy biết đâu được những cái đầu mà không biết kiềm chế nóng quá thì lại tham chiến. Và một cái nữa là các cái tổ chức khủng bố, phong trào khủng bố gần đây đã bị đánh bật tương đối nhiều khỏi Trung Đông, bây giờ sẽ quay trở lại. Và bây giờ nó sẽ gây ra một cái hậu quả khôn lường, không chỉ cho Trung Đông và cho toàn thế giới này. Có thể thấy, thời điểm hiện tại là thời điểm nhạy cảm và nguy hiểm nhất tại Trung Đông, dễ dẫn tới nguy cơ bùng phát xung đột khó kiểm soát tại khu vực. Những tính toán sai lầm có thể kéo các bên vào vòng xoáy ăn miếng trả miếng ngoài ý muốn, nhấn chìm Trung Đông trong biển lửa. Trong bối cảnh chỉ còn gần 3 tháng nữa là tới ngày bầu cử, các ứng cử viên Tổng thống Mỹ đang nỗ lực vận động thu hút các cử tri ở những bang chiến địa. Phát biểu trước người ủng hộ tại bang Nevada, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, tuyên bố bà ủng hộ việc loại bỏ thuế đánh vào tiền tip cho nhân viên ngành dịch vụ nếu như bà chiến thắng trong cuộc bầu cử tới. Tuyên bố này nhằm lôi kéo sự ủng hộ từ những người làm trong ngành dịch vụ, một nhóm cử tri quan trọng tại bang Nevada. Nếu đắc cử Tổng thống, tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho các gia đình lao động, trong đó có việc tăng lương tối thiểu và xóa bỏ thuế đối với tiền tip cho những người làm trong ngành dịch vụ và khách sạn. Chúng ta sẽ đấu tranh cho tương lai, nơi mọi người Mỹ đều có cơ hội sở hữu nhà, khởi nghiệp kinh doanh và trở nên giàu có. Bang Nevada là địa điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến đi vận động tại các bang chiến địa của bộ đôi Phó Tổng thống Harris và Thống đốc bang Minnesota Tim Walz. Phản ứng trước những phát biểu của bà Harris, cựu Tổng thống Donald Trump cáo buộc bà đã sao chép đề xuất chính sách của mình. Trước đó, hồi tháng 6, ông Trump cũng đã từng tuyên bố sẽ miễn thuế thu nhập từ tiền tip cho nhân viên làm ngành dịch vụ nếu đắc cử Tổng thống Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, board game là những trò chơi trên bàn mà ở đó người chơi tương tác với nhau thông qua bàn cờ, quân xúc sắc hay các lá bài. Ở Việt Nam thì cũng không khó để bắt gặp các dạng board game như là ô ăn quan, cá ngựa, vốn lâu nay được xếp vào thể loại trò chơi dân gian, trò chơi truyền thống. Và giờ các bạn trẻ Việt Nam còn tiếp tục sáng tạo hơn nữa với thể loại trò chơi này bằng chính những chất liệu từ yếu tố văn hóa lịch sử của nước nhà. Khởi đầu với 16 bức vẽ vào thời điểm năm 2021 trên một trang mạng xã hội cá nhân, giờ đây Đại Việt Kỳ Nhân đã trở thành một dự án board game với hàng trăm nhân vật lịch sử được tái hiện trên các thẻ bài sống động. Không dừng lại ở những nét vẽ minh họa, với luật chơi đòi hỏi khả năng ghi nhớ bối cảnh, câu chuyện lịch sử gắn với từng nhân vật, Đại Việt Kỳ Nhân đã giúp người chơi ôn luyện lịch sử trong những phút giây giải trí. Board game dễ truyền tải đến đặc biệt là các bạn trẻ. Các bạn ấy cũng cảm thấy là có rất nhiều nhân vật các bạn ấy chưa từng biết đến luôn. Và các bạn ấy cũng chưa hình dung được cái hình tượng nhân vật đấy nó như thế nào. Thì cái việc xem cái hình ảnh từ bộ Đại Việt Kỳ Nhân sẽ giúp cho các bạn đấy hình dung được rõ ràng hơn về hình ảnh của nhân vật, các cái điển tích, các cái điểm nổi bật của nhân vật đấy. Được khơi nguồn cảm hứng từ những nhân vật trong truyền thuyết và vốn cổ tích phong phú của dân tộc, board game thần tích lại xây dựng nên một thế giới thú vị mà ở đó có những nhân vật vốn đã quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt. Ngoài những vẽ nhân vật rất là sống động và xinh đẹp, thì mình sẽ có lồng ghép thêm những câu chuyện ở trong đó. Những cái tích rất là quen thuộc như kiểu là tấm cho cá bống ăn này, hay là dì ghẻ và cám tìm cách để hại cô Tấm này. Ngoài ra mình có sẽ sáng tạo thêm một vài cái câu chuyện không có nhắc đến ở trong thoại cổ tích, vì là có rất nhiều khoảng không để mình sáng tạo thêm khi mà nói đến cái chất liệu thần thoại cổ tích của Việt Nam. Thông qua những board game đa dạng, văn hóa và lịch sử của đất nước đang được khoác lên mình những tấm áo mới, sinh động và gần gũi hơn. Và đó cũng là một trong những con đường phát triển trong ngành công nghiệp game Việt Nam với cả thị trường trong nước cũng như quốc tế. Mình vừa có thể chơi và mình vừa có thể học, vừa có thể tìm hiểu qua những cái câu chuyện, những cái thứ mà mình có thể là những cái mà trước đây mình chưa biết. Nhưng mà khi chơi game thì bạn lại thấy là có thể là vì nhân vật này là có hình vẽ đẹp, bạn lại sẽ về tìm hiểu thêm. Và đấy là những cái cách mà để truyền tải nó vừa thân thiện và gần gũi nhất. Tôi tin rằng là các sản phẩm văn hóa giải trí nói chung và board game nói riêng là một hình thức rất tốt để cho những người trẻ có cơ hội tiếp cận đến với văn hóa truyền thống của đất nước chúng ta một cách hoàn toàn là tự nguyện, một cách hoàn toàn là chủ động và sẽ hào hứng trong việc là tiếp cận. Tôi tin rằng là nếu như mà có cơ hội để có thể đưa được thêm nhiều những cái sản phẩm văn hóa, thêm nhiều những sản phẩm văn hóa giải trí của các bạn sáng tạo người Việt
ra với cộng đồng thế giới thì chắc chắn chúng ta sẽ được đón nhận. Với thị trường được đánh giá là có nhiều tiềm năng, hứa hẹn trở thành ngành công nghiệp giải trí phát triển trong tương lai, Board Game đã và đang trở thành một kênh giao lưu văn hóa, góp phần đưa văn hóa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ, cũng như quảng bá văn hóa lịch sử Việt Nam đến bạn bè năm châu. Phần cuối chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, ở Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, còn với Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông về chiều tối và đêm. Ở Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ sẽ có những nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng là từ 60 đến 120 mm và có nơi thì trên 250 mm. Trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội và những tỉnh thành khác của phía Đông Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Còn với phía Tây Bắc Bộ, mức nhiệt dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Lui xuống Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho tới Nghệ An, trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, tập trung chủ yếu là về chiều tối và đêm. Nhiệt độ tại đây sẽ phổ biến trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Còn với khu vực phía Nam Trung Bộ, từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận, nắng nóng và có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm thì có mưa rào và dông vài nơi, mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ 34 đến 37 độ và có nơi trên 37 độ. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ thì ngày nắng và chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ tại Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột khá là dễ chịu, mức nhiệt là từ 29 đến 32 độ. Còn với Nam Bộ thì sẽ nhỉnh hơn, phổ biến từ 31 đến 34 độ. Trên biển quần đảo Hoàng Sa sẽ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam khoảng từ cấp 4 đến cấp 5 với tầm nhìn xa trên 10 km. Còn quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam khoảng cấp 4, cấp 5. Và như thường lệ thì cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.